Hello, xin chào tất cả mọi người, là Anime Cà Phê đây. Mọi người dạo này sao rồi, ổn cả chứ? Nói chung ổn thì thôi, không sao, đã có tụi mình đây. Như mọi lần, mình sẽ lại mang đến cho các bạn một chút điểm nhấn và một video tóm tắt nha. Lần này, chúng ta sẽ đến với bộ anime đã từng rất được kỳ vọng của nhà Shaft và là một movie với chất lượng hình ảnh siêu siêu đỉnh. Đó chính là bộ Uchiha Hanabi. Nào, bây giờ hãy cùng ngồi xuống và cùng chúng mình bắt đầu nha. Nếu một lúc nào đó tớ phải rời khỏi nơi này, chỉ cần hôm nay thôi, tớ muốn được ở bên cạnh cậu. Những cảnh phim rực rỡ bắt đầu cùng với bối cảnh em đềm tại thị trấn Moshimo. Dorimichi Shimada là một cậu học sinh trung học bình thường. Còn nữ chính của chúng ta, Nazuna Oikawa, là một cô nàng xinh đẹp, đồng thời cũng là crush của Dorimichi. Dorimichi có một nhóm bạn thân chí cốt luôn chơi chung với nhau. Trong một lần khi đang đi cùng lũ bạn ngang qua bờ biển thì cậu thấy Nazuna đang đứng đó. Nazuna sau khi đứng ở bãi biển một hồi thì vô tình nhặt được một quả cầu thủy tinh nhỏ rất đẹp, trông nó cứ như một viên bi trong suốt. Hôm sau, Dorimichi và người bạn thân Yusuke của mình bị phân công lau dọn bể bơi của trường học. Tại đó, cậu bắt gặp Nazuna đang nằm. Cô đã bày ra một trò cái cược nhỏ, rằng ai thắng trong cuộc thi bơi 50m thì hai người còn lại sẽ phải nghe theo yêu cầu của người thắng. Và kết quả là Nazuna thắng, cô đã mời bạn thân của Dorimichi đi đến lễ hội pháo hoa cùng mình. Tuổi học sinh luôn là độ tuổi của những thắc mắc ngây ngô. Lũ bạn của Dorimichi cũng không phải ngoại lệ. Họ luôn tranh cãi với nhau rằng pháo hoa nổ thành hình cầu hay mặt phẳng nếu như nhìn ngang ở trên trời. Tranh cãi mãi không xong, thế là cả đám quyết định sẽ cùng nhau đến ngọn hải đăng ở trên cao để có thể ngắm pháo hoa từ bên cạnh xem ai mới là người đúng. Trong khi đó, dù bằng tuổi nhưng Nazuna có vẻ trầm tư hơn. Cô ít khi bày tỏ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Có lẽ vấn đề phần lớn đến từ gia đình của Nazuna. Mẹ cô quyết định sẽ tái hôn lần thứ ba và bắt cô phải chuyển trường. Chính vì lẽ đó, trước khi đến lễ hội, cô đã xách theo vali của mình và quyết định bỏ trốn. Những tưởng Yusuke sẽ giữ lời hứa đi cùng mình, nhưng trái lại, người cô gặp lại chính là Dorimichi. Thì ra Yusuke vì đã có hẹn với lũ bạn đi ngắm pháo hoa nên đã quên cuộc hẹn với Nazuna. Bản thân Nazuna thì cũng không quan tâm đến điều đó lắm, vì ngay từ đầu người cô muốn gặp chính là Dorimichi. Chẳng hiểu vì lý do gì, nhưng cô luôn muốn được ở bên cạnh cậu trong đêm pháo hoa này. Sau đó, cô sẽ bỏ trốn đi thật xa, xa khỏi cái thị trấn Moshimo này. Trớ trêu thay, Nazuna bị mẹ bắt gặp và cuối cùng phải trở về nhà. Trước khi bị kéo đi, cô đã vô tình làm rơi viên bi mà trước đó cô đã nhặt ngoài bãi biển. Cậu nhặt viên bi lên và ném nó. Giá như mình đã có thể giúp được cho Nazuna. Bất chợt, viên bi xoay tròn, phát sáng và đưa Dorimichi đến một dòng thời gian khác. Quay ngược lại khi cuộc bơi đua xảy ra, Dorimichi đã quyết tâm hơn và giành chiến thắng. Nazuna đã mời cậu tham dự lễ hội pháo hoa cùng cô. Quay trở lại lớp, lũ bạn vẫn tiếp tục bàn bạc về chuyện pháo hoa tròn hay phẳng. Chỉ có một điều lần này, Nazuna đã mỉm cười với cậu. Khi đến giờ hẹn, cậu đèo cô trên một chiếc xe đạp. Cô ôm cậu từ phía sau, một chút dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ bắt đầu chảy qua cả hai. Khi đến ga tàu, Nazuna bảo mong muốn của cô là được thử Kakeuchi một lần. Cho những ai chưa biết, trong tiếng Nhật Kakeuchi có nghĩa là chạy trốn cùng người yêu. Dorimichi có hơi chút ngượng ngùng. Khi chuyến tàu vừa tới, cũng là lúc mà mẹ Nazuna vừa kịp đến. Mọi chuyện vẫn xảy ra như ở dòng thời gian cũ, Nazuna vẫn bị bắt về. Lại một lần nữa, cậu bất lực nhìn người mình yêu rời đi. Đêm hôm đó, cậu cùng nhóm bạn leo lên đỉnh của tòa hải đăng. Bất ngờ thay, từng chùm pháo hoa bây giờ lại nở rộ theo hình phẳng. Nắm chặt viên bi trong tay, cậu ném nó thật mạnh vào không trung. Dưới ánh sáng từ tòa hải đăng, viên bi bất ngờ rực sáng, xoay tròn một lần nữa đưa cậu sang một dòng thời gian khác. Lần này, với tất cả mọi quyết tâm, cậu đã cứu thoát được Nazuna và cùng cô bỏ trốn lên chuyến tàu đó. Cậu biết được lý do vì sao cô chạy trốn và cũng biết được cô đã cô đơn đến nhường nào. Nazuna chia sẻ rằng, trước kia cha và mẹ ruột của cô cũng đã từng chạy trốn cùng nhau. Chính vì lẽ đó mà cô luôn muốn được một lần trải nghiệm điều tương tự. Và hơn thế nữa, cô thực sự hạnh phúc vì người đi cùng mình chính là Dorimichi chứ không phải là một ai khác. Trên chuyến tàu đó, Nazuna đã hát cho cậu nghe một bài hát từ thập niên 80. Đó là bài mà mẹ cô rất thích từ khi còn trẻ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gan, cả hai đang tận hưởng những giây phút êm đềm thì mẹ của cô cùng lũ bạn của Dorimichi cũng nhanh chóng đuổi theo. Không còn cách nào khác, Dorimichi đành nắm lấy tay cô và cùng nhau chạy về phía biển. Trên ngọn hải đăng ấy, cả hai đã cùng nhau ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa đầy lung linh và huyền ảo. Cả hai đã ôm lấy nhau, trao nhận những yêu thương đẹp đẽ nhất của đời mình. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đuổi đến nơi. Yusuke vì quá tức giận nên đã lỡ tay đẩy cả hai xuống dưới.
Nhưng lần này Norimichi đã quyết đoán hơn trước, cậu biết mình cần phải làm gì để bảo vệ cho Nazuna. Một lần nữa, viên bế đem cậu quay trở về quá khứ. Lần này, chuyến tàu đi theo một lộ trình khác, đích đến là một thực tại kỳ lạ với toàn bộ thị trấn Moshimo được gói gọn trong một mái vòm kính. Đây có phải là thế giới dành riêng cho cả hai hay không? Cậu tự hỏi. Tuy nhiên, đối với Nazuna, dù cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần được chạy trốn khỏi thực tại đau buồn đó cùng với Norimichi, thì dù như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cùng nhau, cả hai tận hưởng những giây phút hiếm hoi, đẹp đẽ đó. Bất thình lình, cô hỏi cậu. Này, Norimichi, lần tới chúng ta gặp lại là khi nào nhỉ? Bất chợt, một người đàn ông sau khi nhặt được viên bi đã bắn nó lên trời. Trong phút chốc, viên bi đó biến thành một quả cầu pha lê khổng lồ, vỡ tan thành nghìn mảnh rơi xuống mặt nước, lấp lánh những kỷ niệm của Norimichi và Nazuna trong những dòng thời gian khác nhau. Cả thế giới như ngưng động lại, Norimichi với tay bắt lấy một mảnh kỷ niệm, lòng cậu chợt bồi hồi. Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, cậu lao xuống biển. Sau đó, cả hai đã trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Nazuna thầm mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Ngày hôm sau, nhà trường thông báo về sự vắng mặt của cả Norimichi và Nazuna. Ở bên ngoài, ánh dương vẫn rực rỡ chiếu xuống cùng với những bông hoa đang lay động trong buổi chiều đầy gió. Và đó là toàn bộ tóm tắt của anime Uchiha Hanabi. Những cảm xúc trong phim có đọng lại trong tâm trí của mọi người không? Nếu có thì hãy để lại một comment bên dưới phần bình luận nha. Và nếu thấy hay hãy để lại một like, một share và một subscribe. Đừng quên ấn nút cái chuông bên cạnh để nhận được những video mới sớm nhất nha. Mình là Zero đến từ Anime Cafe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. え、何？